Xin chào các bạn học sinh 2K2. Vậy là trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 8 năm 2020 thì các em đã hoàn thành xong cái bài thi khoa học tự nhiên rồi đúng không ạ? Chúng ta thi tổ hợp 3 môn, đó là môn vật lý, môn hóa học và môn sinh học. Thì trong cái buổi live ngày hôm nay thì thầy Tài cùng với tôi là ha.vn sẽ hướng dẫn chúng ta làm nhanh một số câu ở trong cái đề thi chính thức của Bộ Giáo dục năm 2020. Ở trên đây là cái bảng đáp án tham khảo về mã đề 217 của môn hóa học năm 2020 các em nhé. Chúng ta có thể tham khảo cái đáp án này. À, hiện tại thì các em đang nghỉ trưa, chúng ta hãy chia sẻ cái bài live ngày hôm nay vào tường của mình và cùng với các bạn để buổi tối về chúng ta sẽ cùng xem lại cái buổi live của thầy nhá. Ok, thầy sẽ nói nhanh về cái buổi live ngày hôm nay. Thì thầy sẽ nhận định qua về cái đề thi trung học phổ thông năm 2020 của Bộ Giáo dục này, môn hóa học. Chúng ta thấy rằng là đề này nó khá bám sát với lại đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục đã công bố, tức là nó sẽ phù hợp với năm nay. Năm nay của các bạn là tình hình dịch bệnh kéo dài, các bạn phải gián đoạn việc học đúng không ạ? Và Bộ Giáo dục đã giảm tải cái gánh nặng đề thi cho các bạn rồi. Chúng ta lướt qua thầy thấy rằng từ câu 41 cho đến tận câu 70 thì là những câu thuộc phạm vi kiến thức là nhận biết và thông hiểu. Các bạn đang xem live thì các bạn hãy chia sẻ giúp thầy nhá. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn. Từ câu 41 đến câu 70 là mức độ là nhận biết và thông hiểu rồi, thì chúng ta làm cẩn thận chắc ăn 30 câu rồi đúng không ạ? Từ 7 điểm trở lên là cũng là cái trong tầm tay của các bạn rồi. Và từ câu 71 đến câu 80 thì là thuộc vào phạm vi vận dụng và vận dụng cao. Thế nhưng rất nhiều câu vận dụng, chỉ tô điểm một vài câu vận dụng cao ở đây thôi. Và lát nữa thôi thì thầy Tài sẽ định hướng các em làm cái câu 79 là một câu hữu cơ. Câu này là một câu đủ đô cho các em để chúng ta chinh phục điểm 90 đây. Lát nữa thầy sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Trước đó là câu 78. Câu 78 này là một câu khá là mới lạ với các em, đúng không ạ? À, câu 78 này là một câu mới lạ nhưng không phải, nó cũng không hẳn là một câu vận dụng cao nhá. Được chưa? Hơi lạ với chúng ta thôi. Thế còn câu đủ đô để 90 nó sẽ là câu 79. Lát nữa thôi thầy sẽ chữa hai câu này cho các em. À, các bạn đang xem live thì các bạn hãy chia sẻ giúp thầy nhá, chia sẻ đến các bạn để chúng ta về nhà chúng ta xem lại nhé. Ok. Và các bạn có thể tìm được những cái đáp án và những lời giải chi tiết tại website toileha.vn. Đường link ngay phía dưới, các bạn hãy comment vào cho thầy nhé. Các bạn hãy kích vào đường link, chúng ta sẽ thấy ngay những cái bảng đáp án mà toileha.vn sẽ cập nhật cho các em. Tất cả các môn nhé các em, tất cả các môn toán, lý, hóa, sinh, được chưa nào? À, chúng ta nói tiếp về cái câu 41 đến câu 70, như thầy đã nói là những câu dễ kỷ niệm điểm. Ví dụ người ta chỉ hỏi nhớ là gì ạ? Câu 55 chẳng hạn, số nguyên tử hiđro trong phân tử fructose là gì? À, bây giờ các bạn chỉ cần nắm công thức phân tử là xong rồi đúng không ạ? Là 12, rất đơn giản. Hay một câu hỏi ví dụ câu 52, kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Quá quen thuộc rồi, đúng không ạ? Trong cái phạm vi của cái chương trình thi năm nay thì là tập trung những câu vận dụng, những câu nhận biết thông hiểu này chủ yếu vào học kỳ 1 lớp 12, bao gồm phần lý thuyết, các hợp chất cơ có nhóm chức và một số câu thuộc đại cương kim loại nữa, đúng không ạ? Không khó. Ví dụ như câu đại cương kim loại đây, ví dụ người ta hỏi ở câu 69 chẳng hạn, người ta mang tính chất là tổng hợp đúng không? Các bạn phải có những kiến thức về đại cương kim loại thì các bạn mới giải quyết được. Ví dụ phát biểu nào sau là đúng chẳng hạn, đúng không ạ? Các bạn phải nắm được tính chất vật lý, phải nắm được tính chất hóa học của những anh kim loại này thì chúng ta mới giải quyết được câu 69, hiểu chưa? Ok. Tiếp theo, cái về nội dung vận dụng cao, vận dụng cao từ câu 71 đến câu 80 chủ yếu là este, đúng không? Đúng với tinh thần của bộ. Năm nay có một cái mà chúng ta nhận thấy là trong đề thi không xuất hiện câu điện phân rồi đúng không em? Trong cái mã đề 27 thầy đang cầm trên tay đây, không xuất hiện câu điện phân, không xuất hiện câu đồ thị. Có một câu lạ ở câu 78 thôi. Câu 78 là câu liên quan đến về chủ đề muối ngậm nước, đúng không ạ? Và cũng không có than nóng đỏ ở đây, đúng không các em? Ok. Ví dụ như câu lý thuyết như câu 74 chẳng hạn thì câu này rất là quen thuộc rồi, cái dạng kiểu hỏi này rất quen thuộc với những câu phản ứng trong vô cơ, những phát biểu nào sôi là đúng chẳng hạn. Đúng chưa? Không có muối amoni, đúng không? À thầy nói thêm nhé. Không có cái dạng bài tập về H cộng NO3 trừ. Được chưa? Không có dạng bài tập điện phân xử lý dung dịch sau điện phân, không có bài toán liên quan đến HNO3. Đó là những cái điểm chú ý ở trong cái đề thi năm nay.
Đề thi năm nay thì thầy nhận định qua đó là rất là cơ bản để phù hợp với mức độ xét tốt nghiệp cho các em. Phổ điểm nó sẽ thầy sẽ dự đoán là từ 7 điểm cho đến 7,5 nhé. Ok. Ngay bây giờ nhé, cái bảng đáp án này các bạn ghi vào rồi cho thầy này. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm cái câu 78. Một câu mới. Được chưa? Lạ với các em. Chúng ta cùng đọc đề nhé. Ở trong cái mã đề 27 các em được chưa? Với câu hỏi này nó là muối ngậm nước. Nó các bạn nhìn thấy nguyên tố Na. Nhiều bạn sẽ nghĩ đến muối ngậm nước đó là Na2CO3. Nhưng thực tế có phải là như vậy không? Được chưa? Thế bây giờ mình hãy cùng phân tích với thầy này. Thế nào là muối ngậm nước? Thế nào là muối ngậm nước? Ở trong cái bài 78 này thầy hướng dẫn các bạn nhé. Câu 78. Ví dụ bình thường thầy có một cái muối như thế này. Ví dụ là Fe clorua, sắt clorua FeCl2. Đây là công thức của cái muối. Thế còn ngậm nước là gì? Ngậm nước chúng ta sẽ ngậm thêm N phân tử nước vào đây. Đây sẽ là muối ngậm nước. Được chưa? Muốn ngậm nước các bạn học về phèn chua rồi đúng không? Các bạn sẽ có gì ạ? Các bạn có K2SO4 Al2SO4 3 lần và 24 nước. Đây là muối ngậm nước. Được chưa? Nó kết tinh ở đây. Đó là muối ngậm nước. Ok. Chúng ta sẽ cùng vẽ sơ đồ câu 78 này với thầy nhá. Nhật phân hoàn toàn cái anh X này. Bây giờ chúng ta sẽ có sơ đồ bài toán. X của thầy là muối ngậm nước. Khối lượng là 41,58 g. Đúng chưa? Chúng ta thu được nhiệt phân lên. Nhiệt phân lên dưới tác động của nhiệt độ. Thì chắc chắn là cái nước nó sẽ bị tách ra. Đúng không? Chúng ta luôn có H2O tách ra này. Và người ta có khí. Có khí. Và người ta có chất rắn. Được chưa? Chất rắn này khoan chúng ta sẽ xử lý sau nhé. Thì khối lượng chất rắn này là bằng 11,34 g. 11,34 g. Bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý khí và cái hơi này. Hơi chính là hơi nước đấy các em. Chúng ta sẽ xem có điều gì đặc biệt ở đây. Khí và hơi này tiếp tục này. Xem nào. Cái khí và hơi đó chính là hỗn hợp Y. Đây chính là hỗn hợp Y. Đây chính là chất rắn Z. Cái Y này được cho hấp thụ hết vào nước. Được chưa? Hấp thụ hết vào nước. Thì thu được cái dung dịch T. Cho tiếp nước vào đây. Tôi sẽ được là dung dịch T. Một cái mấu chốt ở đây trong bài toán này đó là dung dịch T của các bạn tác dụng với NH thì chỉ thu được một muối duy nhất thôi. Đây mới là mấu chốt của bài toán. Đấy. Cái dung dịch T này khi mà cộng với NaOH các bạn được một muối duy nhất. Cái kiến thức này chúng ạ các bạn đã được học ở trong nội dung hóa vô cơ lớp 11, thầy đã nói rất kỹ rồi trong cái nội dung về bảo toàn điện tích trong dung dịch. Đúng không các em? Xem ra dung dịch có cái gì? Một muối. Chúng ta có cái anh Na rồi, Na đóng vai trò là ion dương. Vậy thì một muối chắc chắn của các bạn nó sẽ là gì ạ? Nó chắc chắn nó sẽ là Na cộng. Đúng chưa? Cái anh còn lại nó là cái gì ạ? Thế cái anh còn lại giả sử là một gốc axit An trừ chẳng hạn. Đây, trong dung dịch của các em. Muối này nó có Na cộng và An trừ là gốc axit. Được chưa? Đấy. Và gốc axit này thì hoàn toàn các bạn có thể xác định được cho thầy. Đúng chưa các em? Ok nhá. Xác định được như thế nào đây ạ? Na này, chúng ta sẽ bảo toàn yếu tố Na. Na số mol ban đầu là 0,28 mol các bạn có thể nhầm được. Đúng không? Chúng ta nhầm được số mol Na cộng là bằng 0,28 mol. Đúng chưa? Cái muối này sau khi chúng ta khối lượng của muối này sau khi chúng ta đem đi cô cạn ấy thì có khối lượng là 23,8 g. Vậy thì 23,8 g chúng ta tư duy là điều gì nào? Vận dụng kiến thức về các ion trong dung dịch cơ này. Chúng ta có bảo toàn khối lượng. Vậy thì m của cái muối này sẽ bằng m của Na cộng cộng với m của cái ion gốc axit A trừ là gì? Đúng chưa? Hoàn toàn thì các bạn tính được là m gốc axit ở trong này. Và từ đây mình sẽ lần ngược trở lại xem cái anh cái anh x là cái gì, đúng chưa nào? Ok nhá. Đây bây giờ thầy sẽ tính cho thầy sẽ tính cho các em là gì? Thầy sẽ có được là bảo toàn khối lượng.
Thầy sẽ có được m của cái gốc axit này. M cái gốc axit ở trong muối nhé. Nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? Nó sẽ bằng 28,8, 23,8 này trừ đi m cái NA cộng. Bảo toàn khối lượng mà. Đúng chưa? Đấy, lưu ý nhé. Thì chúng ta sẽ tính được thôi. Thì chúng ta sẽ lấy là 23,8 trừ đi m của NA là xong rồi, đúng không em? 23,8 trừ đi 0,28 nhân với lại 23 thì sẽ bằng là 17,36 g. Đấy, các bạn đang xem live này, các bạn hãy chia sẻ lên tường của mình, chia sẻ công khai nhá, sau đó để buổi chiều tối về mình xem lại. Đúng không ạ? Ok. 17,36 g. À, cái nội dung cái bài cái câu số 78 này nó sẽ có ích rất nhiều cho các bạn đang học lớp 11. Vậy thì các bạn 2K3 cũng có thể tham khảo cái bài giảng này của thầy. Kèm nha. M gốc axit bằng 17,36. Vậy làm thế nào để xác định M lớn của gốc axit này đây? Đơn giản thôi, thì thầy sẽ có được là bảo toàn điện tích. Bảo toàn điện tích này thì thầy sẽ có được N của cái anh An trừ nó sẽ bằng gì ạ? Nó sẽ bằng nó sẽ bằng số mol điện tích dương chia cho cái điện tích anh yêu. Đúng không? Nó sẽ bằng là gì? Bằng 0,28 này chia cho N. Đây là số mol của gốc axit này. Kem có khối lượng là 17,36, có số mol là 0,28 chia N, với N là cái điện tích của ion gốc axit. M gốc axit điện tích nó chính là hóa trị, có thể là hóa trị 1, hóa trị 2, hóa trị 3. Đúng chưa? Và phù hợp nhất ở trong lúc này thì cái anh N của các em nó sẽ bằng 2 nhá. À, đâu, xem nào, chúng ta thử nhé, xem phải N bằng 2 không nhá. À, 17,36 chia cho 0,28. Đây rồi, N bằng 1. Cái gốc axit này có hóa trị 1, M lớn bằng 62, rất quen thuộc. Đó là NO3. Đúng chưa? Vậy từ đây mình suy ra được là cái anh NO3 số mol là bao nhiêu? Là 0,28 mol. Đây, chúng ta đã kết luận là NO3 trừ rồi. NO3 trừ số mol là 0,28 mol ở trong cái muối này, sau khi T cộng NaOH. Đúng chưa? Chúng ta lần trở lại. Thế bây giờ cái anh T nó sẽ chứa cái gì? T chứa cái gì để T tác động NaOH thu được muối duy nhất là muối NaNO3. Đúng không? Cái anh này chính là NO3 trừ rồi. 0,28. À, vậy chắc chắn cái anh T này của em nó phải có chứa gì ạ? À, nó phải có chứa cái anh HNO3. Tại sao? Nó liên quan đến cái bài toán về nung muối clorat. Thầy sẽ nhắc lại các bạn về cái trường hợp là nung muối clorat. Muối clorat của các em nhé, là cái anh X này này. Thầy giả sử là M NO3 tất cả M lần. Khi mà chúng ta nung lên, nếu mà M của các em này nó đứng trước magie thì tôi sẽ được là muối nitrit, đúng không ạ? Đó là MNO2 tất cả N lần cộng với lại gì ạ? Cộng với cái anh oxy. À, nội dung cái bài giảng về nung nhiệt phân muối clorat thầy đã hướng dẫn rất kỹ rồi. Đấy, cái câu này các bạn lớp 11 thì nắm rất chắc rồi, đúng không ạ? Nhiều bạn lớp 12 chúng ta sẽ bị, nhiều bạn sẽ bị choáng bởi vì sao nó lạ thế, đúng không ạ? Tiếp theo, nếu cái muối clorat này của các em mà nó ở trong cái khoảng là, đây là lớn magie nhé, cái kim loại của em là từ magie, được chưa? Cái kim loại từ magie đến Cu, từ magie đến cái anh Cu, tức là từ magie đến đồng đấy, thì tôi sẽ được làm M2ON là oxit tương ứng cộng với lại khí NO2 và cộng với anh O2. Đúng chưa? Tiếp theo, nếu mà cái kim loại của em mà đứng sau Cu nhé, sau Cu thì tôi sẽ được là cái kim loại M, khi nhiệt phân ra tôi sẽ được M cộng với lại NO2 và cộng anh O2. Ở bên này chúng ta đã nhận định được cái muối của các em là NO3. Vậy thì cái T nó phải là HNO3, đúng không? T nó là HNO3, vậy thì nó chứa nitơ rồi. Chắc chắn cái phạm vi kim loại của các em là từ magie trở đi. Chúng ta sẽ không có những kim loại mạnh ở đây nữa, bởi vì là đây sản phẩm không có khí NO2. Thế thấy chưa? Đó.
Đây là cái phần mấu chốt vấn đề. Đấy các bạn, tư duy ra là cái muối này chứa cái gì, đúng không? Muối này chứa nitơ rồi. Và phạm vi nó như thế nào? Phạm vi nó phải từ magie trở đi, đúng chưa ạ? À, nó có thể là cái trường hợp từ magie đến đồng hoặc là sau đồng. Nhưng tôi luôn có NO2 và O2. NO2 và O2 nó sẽ kết hợp với anh oxy. À, NO2 và O2 kết hợp với nước để sinh ra H2O3 theo quy trình sau. NO2 cộng với O2 cộng với nước để sinh ra được là H2O3. Đó, các em hiểu chưa? Ok. Chúng ta cân bằng bình thường thôi. 2 2 NO2. Bên này là 6 4 này. 5 đây là 1/2. Cái phương trình này cân bằng không quan trọng. Quan trọng là các em phải biết bảo toàn cái tố nitơ. Nitơ ở trong cái HNO3 này sẽ đi hết về muối. Số mol nitơ này là bằng 0,28. Vậy thì số mol của anh NO2 này cũng sẽ là 0,28. Vậy bảo toàn nitơ, số mol của anh muối này, nitơ trong muối này cũng sẽ là 0,28. Đúng chưa các em? Ok. Vậy thì bảo toàn cái tố nitơ, số mol của muối này nó sẽ là 0,28 chia N, à chia M. Với M là hóa trị của kim loại M. À, nhưng mà núi muối nó ngậm nước à? Không sao cả, ngậm nước các bạn thêm ngậm nước thì bình thường thôi. Đó, ngậm với lại giả sử là XH2O. Được chưa? Đây là cái công thức của cái anh X này. À, các bạn đã thấy kiến thức nó sâu chuỗi liên kết với nhau chưa? Chúng ta xác định là từ một muối này suy ngược trở lại xem là cái muối ban đầu của em X nó là cái gì. X của tôi nó phải là muối nitrat và ngậm nước, thì bạn thêm là công thức đây. M nấu 3 tất cả M lần ngậm XH2O thì là muối ngậm nước. Với số mol của muối này là 0,28 chia M. Được chưa? Ok nhá. Đấy, các bạn ghim cái sơ đồ này vào cho thầy. Giờ ghim cái sơ đồ này vào cho thầy để lát nữa mình xử lý tiếp. Ok chưa? Rồi. Thế bây giờ thầy giáo sẽ xóa cái phần bảng này đi nhá. Thầy sẽ xóa bỏ cái nội dung phía trên này, thầy sẽ làm tiếp cho các em. Một chút nữa là già thôi nha các em. Ok. Các bạn đang xem theo dõi live này, các bạn hãy chia sẻ về tường các bạn 2K2 và các bạn 2K3 nữa nha các em. Chúng ta tham khảo bài giảng này cho thầy. Cái bài giảng liên quan muối nitrat này thầy đã giảng rất kỹ ở trong cái khóa học vô cơ lớp 11 rồi. Các bạn có thể xem cái đường link ở phía dưới. Ok, bây giờ thầy xử lý cho các em nhé. Cái muối này này, cái muối ngậm nước này có số mol là 0,28 trên M, với M là hóa trị của kim loại. Được chưa nào? À, sau khi mà nó gì ạ? À, sau khi mà nó nhiệt phân, nó có thể thu được oxit hoặc nó có thể thu được là kim loại. Đúng không ạ? À, mình xem nào. Mình sẽ xem. 11,34 gram một chất rắn. Được chưa? 11,34 gram một chất rắn này. Vậy thì chúng ta sẽ có chất rắn Z là gì? Chất rắn Z là gì? Chất rắn Z của bạn này chắc chắn có cái số mol của M, đúng không? À, số mol của M. Bạn hoặc là M2ON. À, M2OM chứ đúng không? Đây là OM, đây là hóa trị của nó. Ok. M2OM. M2OM. Số mol của nó sẽ là bao nhiêu? Là 0,14 trên M. Hoặc là kim loại M, số mol của nó là 0,28 trên M. Khi mà các em biết được cái khối lượng là 11,34 gram và có những cái số mol này rồi, hoàn toàn chúng ta có thể nhận định được cái chất rắn Z này chính là một oxit. Được chưa? Ok nha. Và thầy sẽ thử luôn cho các em. Từ đây thử cái thông tin Z này với số mol tương ứng của hai trường hợp này, thì từ đây mình sẽ xác định được Z nó chính là ZNO. ZNO, số mol của nó là bao nhiêu? Số mol của nó sẽ là 0,14 chia M, nhưng ta lại nhân 2 nữa thì nó sẽ là 0,28. Đúng không? À, 0,14. Thử nhá. Chúng ta lấy 0,14 nhân với cái anh ZNO này xem có ra không? 81 nhân 0,14 là 11,34. Được chưa? 81 nhân với lại 0,14 11,34 gam. Đây là anh Z. Các bạn hiểu không ạ? Chúng ta có khối lượng của chất rắn Z nhé. Và có hai trường hợp của cái chất rắn nhé. Đúng không? Hoặc là oxit thì số mol bao nhiêu, hoặc là kim loại thì số mol bao nhiêu.
Được chưa? Chúng ta sẽ tính được m lớn của nó và từ đây mình sẽ tìm được nó là cái gì. Hãy thử luôn cho các bạn nhé. Nếu mà là kim loại thì khối lượng kim loại sẽ là 11,34 chia 0,28 nhân m, đúng không ạ? 11,34 chia 0,28 thì nó sẽ là 40,5 m, thì không có anh nào phù hợp cả. Thế còn chỉ có trường hợp này thôi. 11,34 em chia cho 0,14 thì sẽ là 81 m, đúng không ạ? Với 2 m cộng với lại 16 m sẽ bằng 81 m, thì để thỏa mãn thì m sẽ bằng 2 và kim loại này nó sẽ là Zn, được chưa? Ok. Sau khi biết cái anh Z là ZnO có 14 mol rồi thì hoàn toàn các bạn có thể bảo toàn nguyên tố. Bảo toàn nguyên tố để suy ra được cái anh X là gì? X là ZnO, Zn nấu 3 tất cả 2 lần. Ngậm bao nhiêu? Ngậm X2O. Số mol này không phải 14 và anh này cũng sẽ là 0,14 mol. Từ khối lượng của các em là bao nhiêu? Khối lượng của các em là bao nhiêu đấy? Là 41,58. Đúng chưa? Từ số liệu là 41,58 thì các bạn có thể hoàn toàn tính được là cái anh Z này là gì rồi. Z này, cái anh X này nó chính là 6 đấy. Zn nấu 3 tất cả 2 lần ngậm 6 nước. Đây chính là cái anh X của em. Các bạn tính được anh x không ạ? Tính được chứ, đúng không? Chúng ta sẽ có m lớn anh x này bằng 41,58 chia cho số mol, đúng không? Đây thầy nhắc vào đây nhá. Chúng ta có này. M của anh x này bằng 41,58 này chia số mol, đúng không ạ? 41,58 chia số mol là 0,14. Bằng bao nhiêu? Bằng 297. Và từ đây mình sẽ suy ra được là gì? Cái anh muối này đúng không? Bao nhiêu ạ? 62 x 2 cộng với 65 bằng 189. Cộng với lại 18 x với lại x thì bằng 297. Thì từ đây suy ra được là x bằng 6. X bằng 6 thì công thức này nó là Zn nấu 3 tất cả 2 lần ngậm 6 nước. Đề bài hỏi các em là phần trăm khối lượng của nguyên tố oxy trong x là rất dễ, đúng không? Khi mà các em biết công thức của cái anh này là Zn nấu 3 2 lần ngậm 6 nước thì xem là có bao nhiêu oxy? Có 12 oxy. Vậy phần trăm khối lượng oxy sẽ là bao nhiêu đấy? Đúng không các em? Đấy. Thế đến đây là dễ rồi đúng không ạ? Đến đây ta sẽ có được là gì? Đến đây suy ra được là phần trăm m của anh oxy ở trong x nó sẽ bằng là 16 x 6 chia cho 297 rồi nhân với lại 100% thì nó sẽ là bằng 64,65%. Được chưa? Câu này không khó đúng không các em, nhưng mà nó mới lạ rồi các em. Nhiều bạn chúng ta sẽ dự đoán câu này sẽ là muối cao nát ngậm nước. Thế nhưng không, đây là muối nitrat ngậm nước. Được chưa? Tại sao là như vậy? Bởi vì thầy đã lần được cái anh gốc axit này. Cái hay ở trong cái bài này là chúng ta lần gốc axit ở trong cái muối duy nhất đấy là cái gì? Đó là gốc NO3. Các em hiểu chưa? Ok. Các bạn đã đang theo dõi cái buổi live của tôi là ha.vn. Chúng ta hãy comment những cái bình luận của mình vào cái bài like của thầy nhá. Các hãy chia sẻ lên tường, được chưa? Và để chúng ta kiểm tra lại, nhất là các bạn 2K2, 2K3, không chưa? 2K3 chúng ta để tham khảo. Ok, câu này không khó đúng không kia? Chúng ta hãy nghỉ giải lao khoảng 1-2 phút nhá, để chúng ta đến với câu số 79. Thầy sẽ nói nhiều hơn về những cái kỹ thuật giải cái phần este này. Sau giờ thầy sẽ xóa cái lời giải ở câu số 78 đi nhá các em. Ok. Thầy sẽ xóa nhá. Ok. Đấy, với những bạn thi tổ hợp khoa học tự nhiên thì buổi chiều ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc môn tiếng Anh rồi đúng không ạ? Và buổi chiều chúng ta có quyền nghỉ ngơi, có quyền so đáp án để xem kết quả của mình như thế nào đúng không các em? Và nhớ là chúng ta sẽ so đáp án ở những trang thông tin tin cậy nha. Toleha.vn là một điểm đến tin cậy cho các em. Với câu số 79 lát nữa thầy sẽ chữa đây. Thì những cái bạn nào đã
Gói khóa học về hữu cơ lớp 12 của thầy cung cấp rồi thì các bạn hoàn toàn tự tin giải quyết những câu này. Đây là một câu không quá là khó đúng không ạ với các bạn? Bởi vì những kỹ thuật giải ET ở trong cái nội dung cái khóa học hữu cơ 12 thì thầy đã giải rất kỹ cho các em rồi. Chúng ta có rất nhiều cách để giải, chúng ta có rất nhiều hướng quy đổi để giải bài tập ST. Năm nay tiếp tục như năm 2019 không có bài tập liên quan đến peptide nữa, được chưa? Và những năm trước thì nhiều bạn rất là tâm lý khi gặp những câu liên quan đến peptide. Và trong đề thi hôm nay với cái tình hình dịch và cái xu hướng thi và cái nhận định thi như này thì là câu ST là một câu đây câu đủ đô để lấy điểm 9-10 rồi đúng không em? Bài tập cái câu 79 này các bạn hãy cùng nhìn đề nhé. Đề bài cái câu này nó tương đối dài, được chưa? Các bạn để ý kỹ nhé. Nếu mà nhìn thoáng qua, bài này chúng ta sẽ có hai thí nghiệm. Thí nghiệm 1 là thủy phân, thí nghiệm 2 là đốt cháy. Được chưa? Những cái cách khai thác rất quen thuộc ở trong mọi bài tập liên quan đến ST rồi. Được chưa? Cái câu 79 này thì chúng ta sẽ khai thác về hai cái mảng đó, mảng thủy phân và mảng đốt cháy. Thế tuy nhiên chúng ta sẽ nên xử lý cái dữ kiện nào trước? Thì theo thầy là chúng ta sẽ xử lý dữ kiện đốt cháy trước. Chúng ta có rất nhiều thông tin liên quan đến đốt cháy cái anh hỗn hợp E này nhá. Câu 79. Câu 79 này chúng ta có E, thầy sẽ đi xử lý đó là cái phản đốt cháy trước nhá. Thầy sẽ phân tích để các bạn hiểu về cái định hướng giải của câu 79 này. Đó, để các bạn chắc chắn rằng lời giải của mình đã đúng, đáp án của mình đã đúng ở trong cái bài thi rồi, đúng chưa? Ok, với các bạn học sinh lớp 11, các bạn có thể tham khảo những cái buổi live như thế này để sau tới đây lên lớp 12 các bạn sẽ có hành trang tốt hơn để chinh phục kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 các em nhá. Thầy sẽ đi xử lý phản ứng cháy trước. Đây ban đầu thầy có E đúng không? E của thầy tác dụng với oxy. Khối lượng E của thầy là 24,66 gram. Các bạn đang theo dõi buổi live này thì hãy không có thời gian các bạn xem lại các bạn 2K2, không có thời gian xem các bạn hãy chia sẻ, các bạn hãy ghi về tường của mình để buổi chiều về chúng ta xem lại nhá. Phía đầu cái buổi live này thầy đã cung cấp cái bảng đáp án tham khảo cho các em rồi. Mã đề 217. Khối lượng của E là 24,66 gram. Anh oxy đề cho chưa? 1,285. Đây là một trong những dấu hiệu để các em bảo toàn cái tố oxy. Tất cả những bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ có trong chức có mol oxy hoặc là hỏi mol oxy thì thường người ta sử dụng bảo toàn cái tố oxy. Số mol oxy là 1,285. 1,285 mol. Có CO2 có nước này. CO2 là 1,09 mol. Để bây giờ chúng ta còn mới nước chưa biết thôi. Vậy thì chúng ta sẽ bảo toàn khối lượng cho thầy luôn, đúng không ạ? Bảo toàn khối lượng. Bảo khối lượng này, Me cộng với MOC bằng MCO2 cộng mol nước. Rất đơn giản, đúng không ạ? Chú ý nha, bảo toàn khối lượng này, chúng ta sẽ có được là Me cộng với lại M của anh oxy bằng M của anh CO2 cộng với M của anh nước. Đây là cái công thức đầu tiên mà chúng ta nhắm đến để giải quyết bài tập này. Rất quen thuộc. Khi bảo toàn khối lượng anh sẽ tính được lượng nước cho thầy nhá. Chúng ta bấm máy tính thôi. 24,66 cộng với MOC là 1,285 nhân với lại 32 trừ CO2 44 nhân với lại 1,09 là bằng 17,82 chia cho 18 thì được mol nước là 0,99. 0,99 mol. Xong rồi. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta mới đi khai thác cái anh oxy này. Bảo toàn cái tố oxy chúng ta có gì? Thầy bảo toàn oxy thì NO ở trong E. Tất cả E chúng ta đều là gì? Đều là ST. ST có trong chức là COO. Đúng chưa? ST là CO. Vậy thì thầy sẽ có được là hai lần N của anh COO ở trong E. Cộng với lại hai lần N của anh O2
bằng 2 lần CO2 và cộng với n nước. Đây là cái phương trình chúng ta áp dụng thứ hai. Được chưa? Chúng ta gần tháo gỡ được bài toán này rồi. À, có oxy, có CO2, có nước, tính ngay CO với thầy đúng không? Chúng ta nhìn suy ra thầy được n với anh CO. Rất dễ đúng không nghe? NCO2 là 1,09 nhân với lại 2 cộng với nước là 0,99 vừa mới tính. Trừ đi 2 lần NOxy, 2 nhân với 1,285 thì được là N 2 lần NCO bằng 0,6, tức là N của anh CO bằng 0,3. Có NCO, cái thông tin này rất có giá trị khi em làm bài tập thủy phân. Nhớ cho thầy, NCO sẽ luôn bằng N của anh NaOH phản ứng và luôn bằng NOH trong ancol. Thầy không nói là N ancol nhá, thầy chỉ nói là NOH trong ancol. Đây là những kỹ thuật tối thiểu mà các bạn cần phải nắm khi giải quyết bài tập về thủy phân este. Nhất là những bài tập vận dụng cao này thì kiến thức đó các bạn phải có rồi, đúng không ạ? Ok. À, nếu các bạn học sinh lớp 11 các bạn đang theo dõi cái video live ngày hôm nay, cái buổi live ngày hôm nay mà các bạn không hiểu thì các bạn có thể tham khảo cái khóa học về hữu cơ lớp 12. Thầy đã dẫn dắt rất là chi tiết, từ đơn giản đến phức tạp để các bạn hiểu những cái cách chúng ta xử lý bài toán liên quan este. Rồi, tạm chúng ta để gác phản ứng cháy ở đấy lại. Bây giờ thầy sẽ đi xử lý tiếp cho ông ta là phản ứng thủy phân. Rồi, các bạn 2K2 buổi tối các bạn sẽ ngồi like, các bạn sẽ ngồi xem lại những video mà thầy đã hướng dẫn ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái bài tập này sao nhìn lại nó nhẹ nhàng thế nhở, đúng nhở? Ok, bây giờ các em không nên dành quá nhiều thời gian để lo về cái đề hóa này nữa, mà chúng ta hãy nghỉ ngơi đi, thư giãn đi để chúng ta làm đề anh. Nhiệm vụ các em là chỉ cần chia sẻ cái buổi live ngày của thầy, chia sẻ lên tường các bạn trước khi mà thầy sẽ ẩn cái buổi live ngày hôm nay. Thì các bạn chia sẻ lên tường để buổi tối chúng ta xem lại nhá. Câu này đủ đô để chinh phục 8, 9, 10 đúng không ạ? À, nói về phản ứng thủy phân đi. Bây giờ cái anh E này, E nghe là este đúng không? E là este. Khi tác dụng với NaOH, số mol của anh NaOH nó sẽ bằng gì? Như thầy đã nói, bằng số mol của anh COO là bằng 0,3 mol, đúng không ạ? Mình sẽ điền luôn 0,3 ở đây cho dễ nhìn. Khối lượng của anh E là bằng bao nhiêu ấy nhở? 24,66, đúng không? 24,66. Chúng ta có một cái lợi thế ở trong cái bài tập này là đề bài người ta không quá lắt léo cho về số liệu. Hai phần ở hai thí nghiệm đều như nhau, đúng không? Khi thủy phân thì tôi sẽ được gì? Thủy phân este thì tôi sẽ được là muối và ancol tương ứng, đúng không các em? Ok, thầy sẽ có ancol. Đề bài nó chỉ, người ta chỉ cho thông tin là chúng ta có gì đấy? Hỗn hợp các ancol no, các ancol. À, nó có thể là 2 ancol hoặc là 3 ancol, đúng không nghe? Ok, hoặc là 4 ancol. Tuy nhiên các bạn để ý những cái đề bài ấy, 3 este mình hở thôi thì tối đa sẽ là mấy ancol, đúng không? À, cái hỗn hợp E này cộng NaOH mình được gì? Ancol nhá, cộng với muối. À, bây giờ muối của các em là bao nhiêu gram? 26,42 gram, đúng không? 26,42 gram. Thấy sao? Bảo toàn khối lượng, ra luôn M ancol. Công thức tiếp theo ra áp dụng cho thầy, đó là M của cái anh este. Cho dù là este này đơn chức hay là đa chức, cho dù là một chất hay là hai chất este thì tôi luôn có M este E cộng với M của anh NaOH bằng M ancol cộng với lại M muối. Đồng ý chưa? Cũng rất may mắn cho các em là cái trong cái bài tập este này chúng ta không thu được muối của phenol. Bởi vì đề người ta chỉ nói là gì? Chúng ta thu được là hỗn hợp muối của hai axit carboxylic kế tiếp trong cùng dãy đồng đẳng. Đấy. Bây giờ thầy sẽ đi xử lý muối a. Xử lý ancol trước đi nhỉ? Tính M ancol đúng không nhé? M E cộng M NaOH trừ mà muối ra mà ăn cơm.
24,66 cộng 0,3 nhân 40 là bên vế trái. Chưa bỏ đi vào muối. 26,44 bằng 10,22 gram. Được chưa? Bằng 10,22 gram. Đúng chưa nhỉ? 24,66 cộng với lại 0,3 nhân với lại 40 trừ đi 26,42 bằng 10,24 nhé. 10,24 gram. Ok. Đề bài người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi em là công thức cái gì? Khối lượng của muối ở trong cái E này là bằng bao nhiêu gram? Thì bây giờ các bạn phải xác định được công thức của nó và số mol của nó như thế nào, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi khai thác rất nhiều vào ancol và muối này. Em hiểu chưa? Theo các em là chúng ta nên khai thác ancol hay muối đây? À, với thầy thì thầy sẽ đi khai thác muối trước. Bởi vì muối này thầy có được tổng khối lượng, thầy có hai anh là kế tiếp rồi và thầy có tổng mol CO của hai muối rồi. Rất dễ. Được chưa? Ok. À, muối này nhá. Muối này người ta không cho là no hay là không no. Thế thì các bạn cứ đặt cho thầy là gì? Cứ đặt cho thầy là hai cái anh này là R trung bình CONA. Đúng không? Không mất gì mà. Khi đặt R trung bình CONA thì số mol này bằng bao nhiêu ạ? Muối này là cái anh này và số mol là bao nhiêu? Là 0,3. Vậy thì hoàn toàn các bạn sẽ xác định được R trung bình. Lấy 26,42 chia 0,3 ra M trung bình. Trừ bỏ đấy cụm CONA này thì mình sẽ được R trung bình. Đúng chứ? Đúng không ạ? Ok. Chia được là cái anh R trung bình bằng bao nhiêu? Đấy. R trung bình bằng bao nhiêu em bấm máy tính ạ? 26,42 này chia 0,3 thì ra M trung bình của anh muối này bằng 88,06 gì đó. Trừ bỏ đi 44 trừ bỏ đi 23 thì sẽ ra được R trung bình bằng 21,06. 21,06, hai góc muối này là kế tiếp nhau, đúng không ạ? Bài này đến đây thì lại dễ rồi. Hai muối kế tiếp nhau mà cái góc muối trung bình là 21,06. Tìm được luôn hai anh rồi. Vậy thì hai anh của em nó sẽ là gì các em biết chưa? À, đến đây mình sẽ có được là hai anh kế tiếp, đúng không ạ? Muối kế tiếp. Thì hai anh nó sẽ chính là gì các em biết chưa? Nó chính là CH3A. CH3 là 15 mà. CONA là gì? Và C2H5 CONA. Được chưa? Dễ chưa? Có tổng số mol, có tổng khối lượng thì giải ra, bấm máy tính ra thì ra số mol của mỗi anh nhá. Được chưa? Thầy sẽ bấm máy tính với các em. Tổng số mol là 0,3. Tổng khối lượng là 26,42. Thì được rồi, anh thứ nhất là 0,17 mol và anh thứ hai là 0,13 mol. Được chưa? Anh này là 0,17 mol. Và anh này là 0,13 mol. Đấy nhá. Xong muối rồi các em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi khai thác ancol. Được chưa? Nhẹ nhàng chưa? Khai thác ancol thì lúc này thì thầy sẽ đi xử lý cái kỹ thuật quy đổi cho các em. Có rất nhiều hướng quy đổi nha. Và tới đây thầy sẽ giải với các bạn một cách quy đổi rất là dễ. Được chưa? Nào, các bạn hãy chụp màn hình cái câu 79 này lại, được chưa? Để biết được cái định hướng mình đang làm đến đâu rồi nhé. Và sau đó thầy sẽ giải tiếp. Được chưa? Thầy sẽ tránh ra cho các bạn chụp màn hình nhá, để xem nhá. Chúng ta đã tìm được hai muối đó là cái gì rồi. Ok chưa? Hai muối của các em nó là C3CONA 0,17, C25CONA 0,13. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ xóa bỏ cái nội dung phía trên này đi nhá. Đốt cháy mình đã xong rồi đúng chứ? Đốt cháy xong rồi. Đốt cháy xong rồi. Đó, ok. Đốt cháy xong. Thầy sẽ xóa bỏ phần phía trên nhá. Đó, thầy xóa bỏ cái phần đốt cháy đi. Bây giờ thầy sẽ để cái phần thủy phân này để thầy làm gì em biết không? Thầy sẽ đi khai thác cái phần ancol. Được chưa? Khai thác ancol. Khai thác ancol là thầy mò luôn ra được hai công thức luôn. Mà không phải mò nhá, mà thầy tìm được chính xác nó luôn đấy, được chưa? Tức là mình sẽ lần ra được cái anh ancol là gì.
À, với câu này thì nhiều bạn sẽ mắc ở lúc mà chúng ta tìm cái anh tìm hai anh ăn côn, ba anh ăn côn, và chúng ta sẽ mắc trong cái vấn đề là tìm số mon. Nhiều bạn mắc đến đấy. Được chưa? Và chinh phục điểm 90 cũng không phải đơn giản đúng không? Cái câu này đủ đô mà, đúng không? Thì người ta phải lắt léo ở trước đó chứ. Đúng chưa? Ok. À bây giờ thầy nói tiếp nha. Ăn côn của thầy là 10,24 gram. Đúng chưa? Ăn côn của thầy là 10,24 gram và ăn côn các bạn nhớ thầy nó là gì các em biết không? Nó là ăn côn no. Ăn côn no thầy lấy ví dụ các em để các em hiểu hơn về quy đồ. Ví dụ nhá. Thầy lấy ví dụ thôi, thầy không nói về cái ăn ăn côn thầy đã xác định là gì. Ví dụ. Ví dụ như ăn côn là CH3OH. Thì cái ăn côn này thầy sẽ tách ra thành công thức phân tử của nó sẽ là CH4O. Thì sẽ tách thành là CH2 cộng với lại nước. Với mọi ăn côn có ăn côn no đơn chức mạch hở CnH2n cộng 1 OH thì thầy sẽ luôn tách được thành CnH2n cộng 2 CnH2n cộng 2O thì sẽ luôn là CH2 cộng với nước. Những bạn nào quên về quy đổi, về thầy sẽ tái hiện lại cái phần quy đổi mà thầy đã giảng trong khóa học online hữu cơ lớp 12 rồi. Được chưa? Ok. Đây là tất cả những ăn côn no đối với bạch hở thì đều quy về CH2 và nước. Đúng chưa? Chúng ta để ý cho thầy này. Một cái thông tin ở trong cái đề bài này, trong cái câu 79 này là gì? Là tí chúng ta có là một ST2 trước và hai ST đơn trước. Đúng chưa? Chúng ta đã xác định được là hai muối này là hai muối đơn là C3 và CH5 gì đó rồi. Vậy chắc chắn đa chức do anh nào đa chức ạ? ST tạo bởi ăn côn mấy chức? Một ăn côn hai chức. Đúng không? Vậy thì với ăn côn hai chức thì cái công thức tổng quát của nó là gì kia? Công thức tổng quát của nó ví dụ là CmH2mOH hai lần như này, đây là ăn côn no hai chức mạch hở. Thì các bạn cũng hoàn toàn biến đổi được thành CmH2m cộng 2O2 thì có thể đưa về gì? CH2 đưa về nước và đưa về trừ H2. Ok. À, thầy sẽ bỏ cái anh H2 đi, thầy sẽ viết cho các em. Đây. Tại sao là đưa về nước được nha? Đấy. Chỗ này thầy có phải tách ra thành là gì? Tách ra thành là hai nước không? Đúng không? Nó sẽ còn lại gì? Nó sẽ còn lại là CmH2m trừ 2. Đồng ý chưa? Bây giờ CmH2 trừ 2 này thì thầy bỏ cái phần trừ 2 đi thì có phải là đưa thành gì? Đưa thành hai lần nước này và CH2 này và trừ H2. Các em để trừ H2 hoặc là các em để H2 và số mol âm cũng được, không sao cả. Được chưa? Vậy thì miễn là gì? Miễn là cái số mol H2 này mà sau khi chúng ta quy đổi đấy thì chính là số mol của cái thằng ancol này. Đấy là cái ý hay khi chúng ta quy đổi với anh ancol. Được chưa? Thế còn bình thường ancol no đơn hở thì nó sẽ chỉ là C2 và nước thôi. Nhiều nhóm C2 kết hợp với lại nước thôi. Đấy sẽ là một cái ý để chúng ta quy đổi cái anh ancol. Bằng chưa? Thế thôi, chỉ thế thôi. Ok nhá. Xong chưa? Con hiểu chưa? Nếu tất cả là ancol no đơn hở thì nó quy về C2 và nước. Nếu mà là ancol no hai chức mạch hở thì tôi sẽ quy về C2 nước và H2. Với cái số mol H2 này nó chính là cái số mol của anh ancol hai chức. Ok chưa? Thầy xóa đi nhá, thầy sẽ viết này. Thầy tin rằng là nhiều bạn sẽ báo tin thắng lợi cho thầy. Các bạn đang học online với thầy, các bạn đang học offline với thầy, các bạn sẽ báo tin thắng trận thôi, được chưa? Thầy ơi, à câu này quá dễ. Nhưng mà hiện tại thì thầy cũng đã dặn dò các bạn là khi đi thi về thì các bạn cũng không nên check đáp án quá nhiều, được chưa? Mà chúng ta hoang mang ở trong cái kỳ thi, cái buổi chiều mà chúng ta thi về, à đâu? Chúng ta thi về cái môn tiếng Anh ngày mai đúng không? À buổi chiều ta thi tiếng Anh rồi đúng không? Đúng không? Ok, chúng ta hoang mang. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói về xử lý ancol nhá. Bước thứ ba là xử lý ancol.
ancol của thầy này nó sẽ chính là gì? CH2. À thầy sẽ để nước trước, nước đi. Nước này. CH2 và H2 đi. Được chưa? Nước chính là số mol của OH. Số mol OH phía trước các bạn vừa mới ghi được cái gì? Số mol OH chính là số mol của anh CO, chính bao nhiêu? 0,3. Làm thế nào để tính CH2 này thì thầy giáo bảo toán tố C. Cái sao? Đó là gì? Este đốt cháy thì toàn bộ C ở trong Este đi về CO2. Đúng không? Vậy NC trong Este bằng NCO2. NCST đi về đâu? NCT nó sẽ đi về muối. Đúng chưa? Và còn lại nó sẽ đi về ancol. Đấy. Bây giờ ta tính được CH2 ở trong ancol chưa? Đúng không? Tính như nào các em? Chúng ta có được là N của anh CO2 bao nhiêu mol đó nhỉ? Đề bài cho chưa nhỉ? Đây. NCO2 bằng 1,09 mol. Thầy sẽ trừ bỏ đi C ở trong muối thì sẽ ra C ở trong ancol. Ok. Ở đây sẽ làm cái sáng cái màn hình lên nó hơi mờ đúng không nhỉ? Đây, câu 79 đây. Thầy bảo toán cái tố C nhá. Thầy lấy 1,09 trừ bỏ đi cái này là 2C nhân 0,17. Trừ bỏ đi cái này là 3C nhân 0,13. Thì ra C ở trong cái anh ancol, tổng con C ancol là 0,36. Bằng 0,36. Khối lượng của ancol mình đã xử lý được đây, lúc này mình mới khai thác nó đây này, 10,24 gram. Được chưa? 10,24 gram. Báo ra khối lượng cái là ra. Đúng chưa? Bao nhiêu? Thì thầy sẽ có được số mol H2 thôi. 10,24 trừ bỏ đi 18 nhân 0,3 trừ bỏ đi 14 nhân 0,36. Rồi sẽ là bằng trừ 0,2 chia 2 sẽ là trừ 0,1. Đây là số mol của anh H2, nó âm không sao cả nhá. Bây giờ nó âm không sao cả. Vậy thì đây chính là gì? Đây chính là số mol của anh ancol 2 trước. Ok chưa? Vậy từ đây mình sẽ có ngay N của anh ancol 2 trước. Thì số mol là bằng bao nhiêu ạ? Là 0,1. Tại sao 0,1 thì các bạn phải xem lại cái phần trình bày định hướng lúc nãy thầy vừa mới ghi nhá. Cái tên là N của anh ancol. Đây N2 ancol đơn trước luôn đi. Thì sẽ bằng là bao nhiêu ạ? Tổng mol ancol là 0,3, thằng này có 2 OH, vậy tổng mol OH ở đây là đâu? Tổng mol OH ở đây 0,3 đúng không? Trừ đi 2 ở đây là 0,2. Thì sẽ ở chỗ này là 0,1. Bảo toàn OH nhé. Tổng OH 0,3 này. Ở đây OH đã chiếm bao nhiêu? 2 nhân 0,1 là 0,2 rồi. Đấy 0,3 trừ 0,2 ra 0,1. Ok chưa? Đấy. Xong rồi, can côn mà. Nó sẽ là han côn. Bây giờ nhiệm vụ của em là xác định han côn này, an côn hai trước này trước nhá. Thầy viết như này cho em hiểu này. Bây giờ thầy sẽ có à đây đây này, tìm được an côn rồi, tìm an côn rồi. Thầy sẽ tìm được ngay an côn thứ nhất. À, mình sẽ suy ra rất nhiều hướng, suy ra C trung bình luôn. Tổng an côn là bằng 0,2. C trung bình bao nhiêu? C trung bình an côn. Bằng bao nhiêu ạ? Là bằng 0,36 trên là 0,2 là 1,8. Đúng chưa? C trung bình ancol là 1,8, vậy chắc chắn có gì? Có CH3OH. Để ý, ba thằng este MX nhón MY nhón MZ. M chúng ta có gốc muối là CH3CONA. Và có gốc ancol là C3OH, đây là thằng nhỏ nhất rồi. Vậy chắc chắn X là gì? Vậy từ đây mình suy ra chắc chắn X là CH3COOCH3. Xong rồi, gần ra rồi các em ơi. Có anh X là C3CONA rồi. Để tính khối lượng của anh X chỉ cần tính số mol của anh này là giải quyết xong. Đúng không? Đến đây các bạn có thể dùng cái mẹo là thử đáp án. Thử án khi mà thầy giải ra rồi thì thầy giáo thử thì thấy thấy là A và C thì nó tròn. Thì mình có thể chọn là A hoặc C đó. Được chưa? Tuy nhiên mình sẽ làm theo kiểu là bài bản đi xem nào, xem sẽ ra là A hay C nhá. À, bây giờ thầy sẽ đi tìm ancol ở trong hai chức này là gì. À, bây giờ cái hỗn hợp ancol của các em nhé. Ancol của các em có gì?
À có C3OH. Đúng không? Có gì? Có CnH2n cộng 1 OH. Tổng hai ngày số mol là bằng bao nhiêu? Tổng hai ngày số mol là bằng 0,1. Đúng chưa? Và cái anh côn hai trước là CmH2m OH hai lần. Số mol là 0,1. Đấy, bây giờ các bạn hoàn toàn có thể chứng minh được này. Do tổng mol C là bằng 0,36 ở C ở ancol 0,36. C ở trong cái anh ancol này tối thiểu là bằng 2, đúng không? Vậy chắc chắn NC ở trong cái ancol này nó phải lớn 0,1. Đúng không? Vậy thì chúng ta bảo toàn C, bảo toàn nguyên tố C thì mình sẽ có được là 0,1 nhân M, tức là NC ở trong ancol 2 trước đấy, bao giờ nó cũng sẽ nhỏ hơn là bao nhiêu? Lấy 0,36 trừ đi mon C ở đây là 0,1, tối thiểu là 0,1 đúng không? Vậy bao giờ cái anh này cũng sẽ nhỏ hơn là 0,36 trừ đi 0,1. Đúng không kia? Đấy. Số mol của cái anh C của cái anh mon C ở trong ancol 2 trước không bao giờ vượt quá cái thằng này cả. Nhá. Thế thì đến đây thì mình sẽ suy ra được là m ancol 2 trước này sẽ nhỏ hơn 2,6. Thì suy ra chỉ có thể là gì thôi? À, suy ra nó sẽ là C2H4OH hai lần. Được chưa? Suy ra M nhỏ hơn 2,6. Từ đây mình sẽ có được C2H4OH hai lần. Chỉ có nó thôi. Số mol là bao nhiêu? Bao nhiêu? 0,1. Rồi. Sắp ra rồi đó. Các bạn sắp ra rồi. Có ancol 0,1 rồi. Đúng không? Có các muối là 0,17 rồi, 0,13 rồi. Đúng không ạ? Thế bây giờ hoàn toàn các bạn có thể nhận định được cái anh như cái anh ST là cái gì nhé. À ok. Ok, thầy sẽ viết lại nha, thầy sẽ viết lại cho các em là muối. Do hai muối chúng ta thu được này là CH3 CONa 0,17, C2H5 CONa số mol là 0,13. Và chúng ta cũng có cái anh ancol là gì rồi. Vậy thì đây thầy sẽ tìm được ngay cái anh XYZ là gì rồi đấy. Đây, X của thầy này, X của thầy chính là CH3 COOC3. Đây là anh X. Cái anh Y của thầy là cái gì? Đây là gốc muối thứ nhất đúng không? Vậy anh Y chắc chắn nó sẽ là C2H5 COO R1 cái gì đó. Hay là R đi, đúng không? R đi. Và nó sẽ nhỏ hơn cái anh gì? CH3 COO C2H5 COO. Đây là C24. Đây là anh Z. Đây là anh Z này. Số mol là 0,1. Đó. Bây giờ các em đang bị gặp khó khăn để xem là số mol x là bao nhiêu để anh y nhé. Thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái mẹo này, kỹ thuật này này. Đây. Do cái anh gì ạ? À, do cái anh số mol của muối số mol của anh ST này là bằng 0,1. Đúng không? Số mol của muối của cái anh CH3CONa là 0,17. Vậy thì cái gốc CH3CO ở đâu? Ở trong cái x này là bao nhiêu ạ? Lấy 0,17 trừ đi 0,1 ở đây thì nó sẽ ra 0,07 mol. Vậy là ra luôn mx rồi, đúng không? Tính được mx là bao nhiêu gam? A là bằng 74 nhân 0,07 sẽ là 5,18 gam. Dễ chưa? Đó, 5,18 gam. Xong nhá, câu 79 này là phương án A. Được chưa? Thầy sẽ chứng minh cho bạn sâu hơn nữa là cái anh Y là cái gì để cho nó phù hợp đây. Anh Y là gì? Anh Y thì các bạn có thể bảo toàn cái anh C2H5 này. Tổng gốc là 0,13, trong khi đó cái anh này là 0,1 rồi. Đúng chưa? Anh này là 0,1 rồi, vậy thì anh này sẽ là 0,03. Thấy phù hợp chưa? Tổng mol ancol gì ạ? Tổng mol ancol những cái anh ancol đơn này sẽ bằng bao nhiêu ạ? Là 0,1. Anh này 0,07 cộng anh này 0,03 là 0,1. Đúng chưa? Ok. Làm thế nào tính R ấy?
Các bạn bảo toán với tô C để tính R nhá. Thì R này sẽ là C3H7, được chưa? Bảo toán C nhá, thì anh này bảo toàn C thì anh này sẽ là C3H7. Đấy, tuy nhiên mình không phải xác định cái anh Y là gì đâu nhá. Đó. Thế tại sao thì thầy giáo lại biết được cái anh Y có dạng như thế này ạ? Hoàn toàn các bạn dựa vào cái sự chênh lệch mol này, đúng không? Hoàn toàn dựa chênh lệch mol. Giả sử nhá, giả sử cái anh Z này không có cái anh gì ạ? Không có cái anh CH3 mà nó chỉ là cái anh C25 thôi. Được chưa? Chỉ là anh CH5 thì các bạn có làm ra không? Thì nó sẽ không phù hợp với lại cái dữ kiện bài toán. Thử nhá. Giả sử anh này đều là C25. Anh này đều là C25 đúng không? Vậy thì số mol của cái anh C25 tổng mol bao nhiêu? Là bằng 0,2. Còn gì nữa? 0,1 đây này, nhân 2 là 0,2, nó lớn hơn đây này. Không thể được. Vậy chắc chắn là một anh gốc C3 và anh gốc C25 đúng không? Vậy thì anh gốc C3 đây 0,1, bảo toàn C3 thì anh này sẽ là 0,7. Là sao? Đúng không ạ? Ok. Các em thân mến, vậy là thông qua cái buổi live hôm nay thì thầy Tài cùng với tolaha.vn đã cùng với các em đưa ra một cái bảng đáp án tham khảo ở đây. Các bạn có thể so với lại cái bài làm của trong cái đề thi của mình nhá. Đề thi nháp thôi đúng không? Các bạn không được mang đề về đúng không? Đó. Nhưng mà cái đề trên mạng có rất nhiều rồi. Đấy, các bạn có thể so sánh đáp án này, là đáp án tham khảo. Thầy cũng đã nói với các em về cái nhận định đề thi này rồi, đúng không ạ? 75% từ câu 741 đến câu 70 là nhận biết thông hiểu. Đúng không ạ? Thì là các bạn nếu mà cẩn thận các bạn sẽ kiếm được 7 điểm rất dễ dàng. Từ 71 này, 71 cho đến 80. 41 đến 70 là nhận biết thông hiểu, 71 đến 80 là vận dụng vận dụng cao. Chủ yếu người ta hỏi về vận dụng thôi, có những câu hỏi lý thuyết, được chưa? Câu hỏi lý thuyết, câu hỏi liên quan đến thí nghiệm ở câu 80 chẳng hạn. Thế còn vận dụng cao thì tập trung vào hữu cơ, tập trung vào este nhé. Qua đây, qua cái buổi live này thì thầy muốn nhắn nhủ tới các bạn 2K3. Khi các bạn đang học về chương trình lớp 11, chuẩn bị đến lớp 12 thì cái kiến thức cơ bản về hợp chất hữu cơ có nhóm trước các bạn phải nắm được cho thầy. Được chưa nào? Các bạn có thể tìm hiểu thêm các khóa học của thầy Tài và thầy Duy tại website tola.vn. Chúng ta thấy rằng những cái phương pháp, những cái định hướng dẫn dắt đến lời giải bài toán là sao? Rất là đơn giản thuần túy thôi, đúng không ạ? Ok. Cái lời giải bài vị trí này chúng ta còn có thể lời giải ngắn hơn. Thế tuy nhiên trong cái phạm vi live này thì muốn phân tích để các bạn hiểu rằng là hóa học nó thật là đơn giản, được chưa? Chúng ta có thể dùng cách ngắn hơn nữa, quy đổi ngắn nữa, nhưng mà sẽ có nhiều bạn khó tiếp cận. Và đây là một cách tiếp cận thầy giáo thấy rằng rất là phổ biến để các bạn hiểu hơn. Còn bây giờ thì cái buổi live của thầy xin tạm kết thúc tại đây. Và tới đây chắc chắn rồi thầy Tài và thầy Duy sẽ lại trở lại trường quay tolaha.vn để live tiếp, định hướng tiếp về cái đề thi này cho các bạn 2K3. Còn bây giờ xin thân ái và chào tạm biệt. Tiếp theo là ok. Và các em hãy nán lại một chút xíu nha. Thầy Tài dừng lại ở đây rồi, nhưng không có nghĩa là trường quay Tolaha giảm sức nóng. Tới đây sẽ dành thời gian cho các thầy cô ở bên tổ lý của Tolaha.vn sẽ like và định hướng nói về cái đề thi chính thức của Bộ Giáo dục 2020 về môn vật lý. Ok, chúng ta cùng chờ đợi trong giây lát nha. Ok, xin chào các em.